Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chỉ tiết. Trong vụ vạn thịnh phát, có hai đại gia đã tự nguyện nộp hàng ngàn tỷ đồng cho Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả. Trong số đó, bị cáo Dương Tấn Trước, tổng giám đốc công ty Tường Việt bị truy tố về tội tham ô tài sản với vai trò đồng phạm với Trương Mỹ Lan, ghi nhận là người nộp lại nhiều nhất hơn 3.000 tỷ đồng. Ngoài ra, sau khi bà Lan bị khởi tố, ông Tạ Hùng Quốc Việt, tổng giám đốc công ty cổ phần Green Hill Village, đã liên hệ và nộp lại cho cơ quan điều tra 14,5 triệu đô la Mỹ bà Lan đã đưa cho ông Việt. Theo cáo trạng, Dương Tấn Trước quen biết bị can Trương Mỹ Lan từ cuối năm 2020. Bà chủ Vạn Thị Phát biết Dương Tấn Trước là người am hiểu về việc triển khai các dự án bất động sản, nên muốn chuyển nhượng lại dự án Thanh Yến với giá 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Trương Mỹ Lan nói với Dương Tấn trước, không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại SCB để nhận nợ, số tiền 3.500 tỷ đồng. Trong đó, 2.500 tỷ đồng là khoản nhận chuyển nhượng dự án, 1.000 tỷ đồng Trương Mỹ Lan sử dụng và có trách nhiệm trả SCB. Ngày 19 tháng 5 năm 2022, SCB đã giải ngân 3.500 tỷ đồng, công ty Thuận Tiến và Khánh Minh ký nhận nợ, sau khi tiền được giải ngân và chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân, công ty thuộc nhóm Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của bà chủ này. Trương Mỹ Lan thỏa thuận đưa cho Dương Tấn trước 1.500 tỷ đồng, nhưng đến thời điểm ngày 6 tháng 7 năm 2022, trước mới nhận được 1.498 tỷ đồng. Trong số tiền này, Dương Tấn trước thực nhận 1.258 tỷ đồng, còn 240 tỷ đồng Trương Mỹ Lan sử dụng để đảm bảo thỏa thuận đưa đủ cho Dương Tấn trước 1.500 tỷ đồng. Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung lập khoản vay hạn mức 250 tỷ đồng cho công ty Việt Đức thuộc nhóm Tường Việt để rút tiền cho trước. Trong khi đó, để thực hiện khoản vay trên, Dương Tấn Trước chỉ đạo nhân viên lập khống hợp đồng mua bán giữa các công ty trong nhóm Tường Việt để hợp thức phương án vay. Sau đó, ngày 18 tháng 8 năm 2022, SCB chi nhánh chợ lớn ký thỏa thuận cho công ty Việt Đức vay 248,5 tỷ đồng. Thông qua hai khoản vay trên, công ty Tường Việt và Việt Đức đã rút của SCB số tiền hơn 1.746 tỷ đồng. Số tiền rút ra, Trương Mỹ Lan cùng Dương Tấn trước sử dụng. Trương Mỹ Lan 240 tỷ đồng, Dương Tấn trước hơn 1.368 tỷ đồng, công ty Tường Việt 138 tỷ đồng. Sau khi vụ án được khởi tố, ngày 17 tháng 10 năm 2022, Dương Tấn Trước và công ty Tường Việt đã trả một phần gốc lãi, đến nay dư nợ hai khoản vay là hơn 900 tỷ đồng. Theo cáo trạng, Dương Tấn Trước còn nhận của Trương Mỹ Lan hơn 2.697 tỷ đồng. Bị can đã đưa lại cho bà chủ Vạn Thị Phát hơn 492 tỷ đồng, đến nay còn hơn 2.204 tỷ đồng. Dương Tấn Trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền cho Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả vụ án và mong muốn được cùng gia đình sử dụng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả vụ án. Liên quan đến khoảng 14,5 triệu đô la Mỹ tiền mặt, theo kết luận điều tra, ngày 5 tháng 10 năm 2022, theo thỏa thuận từ trước, Trương Mỹ Lan đưa 14,5 triệu đô la Mỹ, tương đương 350 tỷ đồng cho Tạ Hùng Quốc Việt, tổng giám đốc công ty cổ phần Green Hill Village để nhận chuyển nhượng dự án Green Hill Quy Nhơn. Tuy nhiên chỉ hai ngày sau, tức ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố bắt tạm giam. Trong ngày 23 đến 25 tháng 10 năm 2022, sau khi được công an mời làm việc, ông Việt đã liên hệ và nộp toàn bộ số tiền đã nhận của bà Trương Mỹ Lan, trong đó có hơn 116,29 tỷ đồng, khoảng 4,75 triệu đô la Mỹ và 9,75 triệu đô la Mỹ, tương đương tổng số tiền là 14,5 triệu đô la Mỹ. Bà Lan khai, số tiền 14,5 triệu đô la Mỹ nói trên là của bà và tự nguyện sử dụng để khắc phục hậu quả đối với hành vi phạm tội trong vụ án.